Máy hút mùi dơ lâu ngày không chỉ gây mất vệ sinh với mùi hôi khó chịu mà còn khiến máy dễ hư và chứa nhiều nguy cơ cháy nổ. Đừng để những nguy hiểm tiềm ẩn này ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình quý khách. Hôm nay hãy cùng theo chân anh Trình vào bếp vệ sinh chiếc máy hút mùi đúng cách ngay tại nhà chỉ với vài thao tác đơn giản. Bước 1, chuẩn bị. Trước khi bắt đầu vệ sinh hãy chắc chắn máy hút mùi đã được ngắt điện để luôn đảm bảo an toàn. Bước 2, vệ sinh tấm lưới lọc. Tùy thuộc vào chất liệu cũng như độ bẩn của lưới lọc, quý khách nên lựa chọn các chất tẩy rửa khác nhau. Đối với lưới lọc inox nên sử dụng kem đánh răng hay dung dịch tẩy rửa chuyên dụng như Astonit để đạt hiệu quả tối ưu. Tháo rời các bộ phận và ngâm trong dung dịch cho ra chất dầu mỡ, dùng vòi nước xịt mạnh những chỗ bám bẩn. Đánh rửa thật kỹ sau đó lau bằng khăn sạch mềm. Đối với lưới lọc nhôm, quý khách nên pha dung dịch xà phòng loãng ấm và vệ sinh bằng tay. Bước 3, vệ sinh các khe mép xung quanh, dùng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng lau sạch các vết dầu mỡ, bụi bẩn bám trên các khe mép khu vực lắp tấm lọc. Bước 4, thay bộ lọc than nếu có. Với những loại máy hoạt động theo chế độ hút khử tuần hoàn qua bộ lọc than hoạt tính, quý khách nên thay thế bộ lọc than định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần. Nếu không, khả năng hút khử của máy sẽ kém hiệu quả và thậm chí là vô tác dụng. Bước 5, vệ sinh bên ngoài máy. Dùng vải ẩm lau khắp khoang trong và ngoài máy, bao gồm cả khung inox và kính nếu có. Có thể sử dụng nước chanh hoặc giấm để vỏ máy inox và kính được sáng bóng, làm mờ các vết chảy xước nhẹ trên bề mặt. Bước 6, làm khô và lắp lại máy. Sau khi đã làm sạch và lau khô, hãy lắp tất cả các bộ phận vào vị trí ban đầu một cách chính xác và an toàn trước khi sử dụng. Đây là hình ảnh chiếc máy hút mùi đã được vệ sinh sạch sẽ chỉ với vài thao tác đơn giản. Đừng quên vệ sinh định kỳ ít nhất một lần một tuần để giữ cho máy luôn sạch sẽ và hoạt động hiệu quả nhé. Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa Khánh Vinhome là địa chỉ uy tín cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà bếp như bếp điện tử, máy hút mùi, máy rửa chén, máy lọc nước, lò nướng, lò vi sóng. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ một cách chu đáo, minh bạch, tiết kiệm và mang đến cho quý khách sự hài lòng tối đa.